Video hôm nay mình sẽ tiếp tục với tựa game Pixel B. Và lần này mình sẽ chơi lớn luôn. Mình sẽ mua một cái món đồ mà mình có thể tận dụng di chuyển được trên đất liền cũng như là dưới biển. Và món đồ mình lựa chọn đó chính là Smart Moto này đây các bạn, với giá là 1999 Robux. Lúc đầu game mới ra chỉ có 1300 thôi, nhưng mà do là cái sự thông dụng của nó vừa đi được dưới biển mà vừa lết rác được trên đất liền, nên là chắc chắn đây là một cái món đồ mà nếu mà các bạn nào mà dư giả Robux, hoặc là các bạn mà xác định đã chơi cái tựa game này lâu dài thì nên sở hữu. Còn không thì các bạn chỉ việc là cài lấy thiền mình đi từ từ cũng được. Đây, nó đây các bạn. Một chiếc mô tô của Mocker thấy không? Thì đây là trên đất liền nó chạy như vậy thôi. Nhưng mà khi xuống biển đây, đó. Các bạn mua thiền A, các bạn di chuyển thì nó cũng nhanh. Nhưng mà sẽ thua cái chiếc xe này. Khi mà nó đã xuống biển rồi thì tốc độ nó đạt được là 180. Còn thiền A như là chỉ có 160 thôi, nó thua đến 20. Nhưng mà thiền A thì mình không thể nào mình đi được trên đất liền. Nhưng mà muốn đi được trên đất liền thì cái giá các bạn phải bỏ ra thêm 600 nữa. Để các bạn tậu cái này. Ôi trời 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 ơi, dục cái xe luôn rồi. Mấy anh cá mập chắc Long Dương dứ thèm lắm nha. Nhưng mà không sao các bạn à, vẫn lấy ra được mà. Đâu phải ngoài thực tế đâu. Thực tế là mình dục xe là coi như là mình mất tiêu. Nhưng mà trong game mà mình bam ra mấy hồi. Đây là cái tốc độ chạy trên đất liền nha các bạn, chỉ đạt được 60 thôi. Nhưng mà mình cũng đã có thể di chuyển đây qua đó với một cách nhanh chóng và dễ dàng. Các bạn cũng có thể sử dụng những trác quỷ mà có liên quan đến bay để mình di chuyển cũng được. Mà chiếc xe này nó làm thuyền chạy thì má cháy một chiếc lửa quá rồi. Mình sẽ đi dạo xung quanh đây với một cái vận tốc 60 km/h. Tuy là nó chạy nó ban địa hình nó hơi ảo diệu một tí, nhưng mà với cái mức độ ảo diệu này thì game, phim đều ảo diệu mà. Trừ cái con nhiệm vụ này, mình mua cái xe xong không cho mình nhận nhiệm vụ luôn. Hay thấy hai mắt mình ám ảnh, cuộc đời nó không cho nhiệm vụ luôn các bạn. Mất cái nhiệm vụ mừng lắm đây rồi, kỳ vậy. Thì nếu mà các bạn nào bị trường hợp lỗi như mình thì các bạn có thể quay trở về đảo Tân Thủ để mình farm. Thì ở đây là có một cái nhiệm vụ level 10 ở đảo Tân Thủ. Thì các bạn Tân Thủ đều gặp con này đúng không? Con Sophia này nè. Thì nó sẽ giao cho các bạn nhiệm vụ ở cái đẳng cấp level 10 để mình đánh boss. Nhạc thì các bạn nên tắt đi. Nếu mà các bạn quay clip để đăng lên YouTube thì nên tắt đi nha. Đây mình khuyên thiệt, chứ để bản quyền khổ lắm. Thì với cái con boss này và cái đẳng cấp mình là 22, hoặc mà mua được cái tuyệt tình du tịch kiếm đỉnh nữa thì giờ mình chém đầu nữa thôi. Làm gì? Thấy mặt ám ảnh thì gì không dám quýnh nè. Nè nè nè, mắt nâu nè. Nè nè, đưa mắt nè, tổng vô. Ừ, tổng vô nè, nè mắt nè. Tà gô. Nâu 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 nhảy tức nó dùng dạng đâu có làm được gì. Nè chém xanh thương nè, tổng vô. Dễ lắm nè, thấy mắt nâu thâm thâm quần vậy thôi chứ sao chống. Bây giờ thì mình quay lại nhận nhiệm vụ level 1. Các bạn thấy như vậy thôi chứ với cấp độ 20 mấy nhận nhiệm vụ level 1 đánh nó dẫn lên kinh nghiệm cũng như điên nha. Và cái nhiệm vụ nó dễ dàng nữa. Mình chỉ việc là với cấp độ cao thì lấy kiếm mình đi và lấy trái quỷ mình đi. Quá dễ đây, mình sẽ chuyển sang trái quỷ nè. Trời nó bị khựng nút mình rồi. À, chà 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 chà, mấy anh làm gì tống dữ hả? Bộ mắt chùa hay gì mà giọng dữ hả? Gấu trúc thành thâm quần chưa đủ hả? Hay là cho thâm quần triệt để luôn? Để mình coi coi, mình nâng điểm coi. Tụi này nó quýnh quá, cho mình thâm quần triệt để. Mình sẽ nâng defense lên cho trâu trâu bò một xíu. Sau một khúc một lúc thiệt là lâu, mình đã đạt được level 30. Sau khi mà bị bọn quái nó hành thâm quần tím mài tím mặt thành gấu trúc panda, thì mình sẽ chỉ các bạn đi học ghép bô. Thì từ cái cảng Tân Thủ nè, các bạn thấy cái hướng SE không? Các bạn chỉ cần trịch qua phản đầu một hoặc là hai gạch của SE thôi. Đừng qua S quá nha. Rồi các bạn sẽ lao từ phía này thẳng về phía trước, nhưng với điều kiện là các bạn phải có 800 Billy ở trên người để các bạn học ghép bô nha. Ok ok. Bây giờ thì việc là mình thẳng về phía trước để đến nơi mà mình có thể học ghép bô, nơi mà nhân vật truyền nhân ghép bô dạy cho mình. Nếu mà các bạn đi xe như mình hoặc đi thiền A thì đến nơi rất là nhanh. Đây mình đã thấy hòn đảo rồi. Còn các bạn mà đi thiền với tốc độ 25 thậm chí là 50 hoặc các bạn bay thì có thể là sẽ chậm hơn một tí. Tại cái xe này là nó nhanh nhất game rồi các bạn, với tốc độ di chuyển là 180. Thì khi đến được đảo đây thì các bạn lại cái cảng của cái hòn đảo này nha, Syrup. Rồi các bạn nhìn ở bên phía bên phải thì các bạn thấy xanh xanh trên kia đúng không? Rồi mình thì không có ghép bô, bây giờ mình sẽ chạy xe lên từ từ. Còn các bạn không có thì bạn chạy bộ. Chạy mà nó tụt hai trứng xuống hay là tụt quần gì cũng không sao cả, miễn các bạn lên được trên đây. Mình sẽ thấy một cái nhân vật mà cái đầu bốc lửa, dạng đang nổi điên, nổi khùng, nổi sải gì đây đó. Mình sẽ bấm E vào. Gừ mà làm như chúa à. Rồi thì các bạn cứ việc là mua thôi. Mình cứ đồng ý. Không có trainer gì hết đâu các bạn, nên các bạn yên tâm.
mình chỉ bỏ 800 ngàn mili, mình cho cái nhân vật đó gừ, như là cho cục xương hay là gì đó, cho gặm cái là truyền cho mình cái ghép bô đây. Mình chỉ việc là bây giờ bấm thanh dài để mình bay. Còn trên điện thoại thì các bạn sẽ có những cái phím riêng ở trên điện thoại để các bạn bay. Biết game này có hỗ trợ trên điện thoại không nữa? Nói trên điện thoại cái mấy bạn chứ, ủa không có hỗ trợ trên điện thoại thì bay cái gì? Mình cũng không biết là game này có hỗ trợ trên điện thoại hay không. Nhưng mà với cái ghép bô này thì các bạn sẽ bay đến khi nào mình hết stamina luôn nha. Đây, hết stamina thì mình sẽ tự rớt xuống. Các bạn nào mà muốn bay lâu thì bạn có thể nâng stamina hoặc là cấp cao để các bạn bay cho nó lâu. Vậy thôi các bạn. Quá đơn giản, đâu có gì đâu cầu kỳ. Thì hồi stamina nữa thì mình chỉ việc mình bay. Đó, mình nhảy lò cò vậy nè. Ghép bô thì nó rất là tiện trong cái công việc mà các bạn di chuyển. Như là các bạn di chuyển từ dưới thấp, các bạn nhảy lên trên cao. Quá là tốt. Và cũng tránh được những cái trường hợp mà bị ăn gấu trúc panda hay là bị ăn thâm quầng mắt, giống như con nhân vật mình. Tại bị quái nó đánh đó các bạn, nó đánh thì mình lấy bô mình nhảy mình né nó. Tại cái game này á, khi mà các bạn chạy các bạn phải giữ ship, chứ không giống như là những cái game khác các bạn chỉ cần bấm một nút ship hay nút control là nó đã chạy luôn rồi. Còn game này thì các bạn phải giữ, nó là di chuyển nó hơi lù lù khù khù một xíu, rồi các bạn sẽ bị ăn mắt nâu nhiều. Nên là ghép bô là một cách mà giúp các bạn nhảy cao, né được. Mình bay lên trên cao, trên cây, mình đứng mình nhìn xuống, mình chiêu chọc bọn nó. Thì ngay cái chỗ này đây nè các bạn, nó có bán một cái la bàn để giúp các bạn qua hòn đảo. Thì mình thấy chữ xanh, chữ xanh này thường thường nó sẽ đưa mình qua đảo Alon, hoặc là đi đến chỗ xanh tóc đỏ. Nhưng mà đảo Alon thì chắc chắn là cái phần trăm cao hơn rồi, mình có thể mua để đi qua đảo Alon. Nhưng mà cái đảo này là đảo level 70 mà mình mới có 30, mình qua đây rồi. Các bạn chỉ cần có 800 billy thì bạn qua đây các bạn mua ghép bô vẫn được nha. Giờ mình lấy cái xe ra, lấy xe là 1999 rubles chết ẩu gì. Giờ chạy nè, hú hú hú. Xuống biển thì cái xe này nó tăng tốc độ lên, nhìn nó đã, nó chất thật sự. Chứ rất là nhiều những tựa game Wannabe mình trải nghiệm ở trên Roblox rồi các bạn. Có cái tựa game Pixel B nè, là có cái xe của Mocker, mà nó vừa đi được trên đất liền mà nó vừa chạy xuống biển với một cái vận tốc nhanh như thế này. Nhưng mà số rubles bỏ ra thì không hề nhỏ. Nên là các bạn nào mà muốn có cái xe này, suy nghĩ kỹ càng. Nếu mà các bạn chơi game này lâu dài thì các bạn có thể là mua xe này để tậu cho các bạn di chuyển đảo này sang đảo khác, hoặc là các bạn di chuyển đến đất liền. Nhưng mà đất liền mình thấy ghép bô di chuyển cũng ngon rồi. Này là chủ yếu là các bạn đi đảo này sang đảo khác cho nó cái tốc độ nó nhanh, nó đỡ tốn thời gian của các bạn. Còn nếu mà các bạn xác định là game này chơi không có lâu dài á thì các bạn thôi đi, mình cứ cài chai chai chơi chơi cũng được, đi thiền từ 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 từ. Còn mình thì cài cuốc nhiều tựa game nên là chắc chắn rằng mình cần cái gì mà nó phải lẹ, nó phải nhanh, đỡ tốn thời gian cho mình nhất. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video lần này. Mình cũng đã hướng dẫn các bạn học ghép bô cũng như là cho các bạn thấy cái xe này nó chạy như thế nào rồi. Video đến đây xin phép tạm dừng. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại.